7 đặc điểm của một người phụ nữ sâu sắc khi yêu. Trong tình yêu, một người phụ nữ sâu sắc sẽ thường có 7 đặc điểm như sau. Thứ nhất, phụ nữ sâu sắc thường đưa ra những câu hỏi bất ngờ. Một người phụ nữ có suy nghĩ sâu sắc thường có các câu hỏi thông minh bất ngờ hay những cách cư xử đặc biệt, khiến cho người yêu lúng túng vì không kịp chuẩn bị trước để trả lời hay xử lý. Trong những cuộc hẹn, có thể cô ấy sẽ có những câu hỏi đầy triết lý, xoáy vào tư tưởng và nhân sinh quan của đối phương, để thăm dò xem người đàn ông ấy là mẫu người như thế nào. Cô ấy sẽ không thích những cuộc trò chuyện hời hợt, vô bổ. Thế nhưng, khi trò chuyện với đúng đối tượng, một người phụ nữ sâu sắc sẽ mang lại cho người yêu của họ cái cảm giác thú vị, lôi cuốn và tuyệt nhiên sẽ không bao giờ có sự buồn chán tẻ nhạt trong câu chuyện của hai người họ. Thứ hai, phụ nữ sâu sắc luôn trung thực trong lời nói và hành động. Cô nàng rất trung thực và thẳng thắn trong lời nói cũng như trong mọi việc làm của mình, bởi cô ấy biết rằng những lời nói dối không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày bị lộ ra. Ở nơi phụ nữ sâu sắc còn toát lên một thần thái rất tự tin, vững chắc và đáng tin cậy, bởi khả năng tổng hợp kiến thức và sự nhạy bén đã tạo ra cho cô ấy một cái nhìn đầy tinh tế về mọi việc. Thế nên họ cũng rất cân nhắc về người đàn ông mà họ muốn chung sống cả đời. Đặc biệt, nàng rất ghét kiểu đàn ông nói dối, mồm miệng điêu ngoa, lắm lời. Cô ấy luôn mong đợi có được nửa kia là một người đàn ông cũng luôn trung thực trong lời nói và hành động giống như mình. Thứ ba, phụ nữ sâu sắc biết họ muốn gì và người đàn ông mà họ mong muốn là như thế nào. Người phụ nữ sâu sắc thường sẽ tự biết những gì nên nói, những gì nên làm và những gì là không nên. Trước khi làm một việc gì đó, họ thường phân tích xem xét mọi khía cạnh rất thấu đáo để tìm ra một cách giải quyết hữu hiệu nhất. Một người phụ nữ sâu sắc cũng luôn biết lựa chọn đi đúng hướng, tiếp xúc với đúng người. Trong tình yêu cũng vậy, nếu yêu thì cũng sẽ chỉ yêu duy nhất một người, không bao giờ nhìn ngang liếc dọc để chọn lựa hay so sánh với người nọ, người kia. Thứ tư, phụ nữ sâu sắc thích một mối quan hệ nghiêm túc, chân thành. Họ thường muốn trò chuyện với người yêu về mọi thứ trong cuộc sống. Thích được người yêu kể cho nghe về những chuyện đã diễn ra trong quá khứ của anh ấy một cách chân thật nhất. Họ thật sự lắng nghe và thấu hiểu, thậm chí có khả năng an ủi và xoa dịu những nỗi buồn, những tổn thương của anh ấy. Họ cũng luôn cố gắng để có một vị trí vững chắc, xứng đáng trong tim của người họ yêu, để làm cho mối quan hệ của hai người ngày càng hòa hợp, thấm thiết và luôn song hành cùng với nụ cười khi hai người ở cạnh nhau. Thứ năm, phụ nữ sâu sắc có khả năng đọc được suy nghĩ của đối phương. Dường như cô nàng này có được giác quan thứ sáu, nên họ có thể biết đối phương cần gì, cũng như dễ dàng nắm bắt được những điểm yếu của đối phương. Nhưng đáng nể nhất là cô nàng sẽ không nói ra ngay cho người yêu biết những điểm yếu, mà sẽ im lặng giữ kín. Đến lúc cần thiết, sẽ mang nó ra phân tích nhận xét, khiến cho đối phương không thể không nể phục. Sự tinh tế và nắm bắt được suy nghĩ của người khác là một thế mạnh của những cô nàng sâu sắc này. Mặc dù điều đó sẽ khiến cho chàng có đôi lúc cảm thấy rất khó chịu, nhưng không cách nào vô hiệu hóa được khả năng này của nàng. Thứ sáu,
phụ nữ sâu sắc hướng đến một tình yêu bền chặt, lâu dài. Một cô gái có suy nghĩ sâu sắc có thể dễ dàng kết bạn làm quen, nhưng sẽ không dễ dàng để mở lòng mình nếu cảm nhận rằng người kia chỉ có ý đùa cợt lả lơi. Họ không thích những trò đuổi bắt hay tán tỉnh vờn nhau trong tình yêu. Họ luôn tìm kiếm sự chân thành trong tình yêu cũng như mọi mối quan hệ khác trong cuộc sống. Đối với họ, những thứ quan trọng như gia đình, bạn bè hay người họ yêu sẽ luôn được đặt lên những thứ tự ưu tiên nhất. Các cô nàng này luôn ấp ủ xây dựng một mối quan hệ yêu đương có nền tảng bền chặt lâu dài và nói không với những cuộc tình chớp nhoáng. Thứ bảy, phụ nữ sâu sắc không thích sự chờ đợi quá lâu. Cô ấy không có nhiều thời gian cũng như không có sự kiên nhẫn để chờ đợi một ai đó phân vân trong tình cảm, hoặc để ai đó đánh giá xem cô ấy có xứng đôi không. Bởi cô ấy mạnh mẽ, thông minh và nhạy cảm, nên chẳng bao giờ cô ấy lãng phí cảm xúc của mình cho một người đàn ông không thể thấu hiểu được nội tâm của cô ấy. Cô nàng này cũng chưa bao giờ biết cô đơn và sợ cô đơn, bởi cô ấy vốn sở hữu một nét duyên ngầm cùng với sự tự tin, thân thiện và tâm lý, nên rất thu hút người khác phái.